cứ vài phút lại có người mang rác đến đây. Mọi thứ diễn ra đều đều như một thói quen. Và chỉ khi biết có ống kính máy quay thì người ta mới hành động vội vã hơn. Vì sao cô lại đổ rác xuống dưới biển như vậy ạ? À? Đâu có biết đâu, tại vì ở đây tại mắt cháu nhỏ vừa đặt ấy vừa thôi. Lỡ rồi thôi ngày mai không đỡ nữa. Thì dân chúng cũng có số là bỏ thùng rác, những có số ở chợ búa này làm gì mà có thùng rác mà bỏ, cứ văng xuống quắt xuống dưới đây. Cái rác thải một số ít của bà con ở khu vực Hà Thủy mà xe rác không thu gom được thì bà con đốt, hoặc là một số bà con cũng có vứt xuống biển. Còn đây, nước thải từ các cơ sở thủy sản chảy thẳng ra biển, thậm chí là những chất thải rắn như vỏ tôm, ghẹ sau khi làm xong cũng được đổ bỏ xuống biển như thế này. Thải ra biển không có dựa theo đây là chợ rồi đây cũng vậy, cũng thải ra là biển không à. Cái gió này nè, nó bay xuống từ khoảng từ 6 giờ tới 7 giờ. Là cái giờ đó là giờ mình ăn cơm á, là bắt đầu là nó đổ cái mùi chua, trời ơi, nó không khó chịu luôn. Người dân cũng cho biết, cùng với rác thải sinh hoạt tại chỗ, thì mỗi năm vào thời điểm này, biển sẽ mang thêm một lượng rác khổng lồ từ nơi khác dạt về đây. Và vài tháng nữa, biển sẽ tự cuốn đi. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn sẽ lặp đi lặp lại, khiến nơi này chưa bao giờ hết rác. Vì nước lớn thì bắt đầu nó mới lâu đi, còn nước cạn lại nằm đôi thí thôi. Cửa này nó lấp lại, tàn dép không có chỗ nó thoát, không có chạy, nó cũng cuốn vô đây lại. Rõ ràng, biển đang dần trả lại những gì con người đã từng thải ra. Năm này qua năm khác, lượng rác sẽ còn nhiều hơn nữa nếu những hành động này vẫn còn tiếp diễn, dù là ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ bãi biển nào.